đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel chỉ còn cách danh hiệu đầu tiên trong năm mới đúng 3 trận đấu nữa và cũng là danh hiệu thứ ba của nhà cầm quân người Đức từ khi trở thành huấn luyện viên của Chelsea. Khi ở bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh, The Blue sẽ tiếp đón Tottenham trên sân nhà Stamford Bridge. Sau quãng thời gian cho thấy dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua tới trước vô địch giải ngoại Anh, Chelsea đang tìm lại phong độ bằng cách giành những điểm số quan trọng. Mới đây nhất, trong cuộc chạm trán Liverpool, The Blue dù bị đối thủ dẫn trước hai bàn nhưng đã kịp gỡ hòa để giữ lại một điểm trên sân nhà. Đội bóng của huấn luyện viên Tuchel cũng đã đánh bại các đối thủ đang thi đấu tại Premier League như Southampton, Brentford trước khi góp mặt tại vòng bán kết League Cup. Phía bên kia, Tottenham đang cho thấy những thay đổi tích cực dưới thời tân huấn luyện viên Antonio Conte. Gà Trống đã bất bại 7 trận đấu đầu tiên dưới triều đại của ông thầy người Ý. Đây sẽ là điểm tựa về tinh thần cho Tottenham trước chuyến làm khách này. Huấn luyện viên Antonio Conte cũng đã thừa nhận rằng Cúp Liên đoàn Anh chính là mục tiêu khả dĩ nhất để đội bóng Bắc London giải tỏa cơn khát danh hiệu. Ở trận đấu tới, huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ không có sự phục vụ của Chilwell và Rich James vì chấn thương, trong khi Timo Werner cũng không thể góp mặt vì Covid-19, cũng như việc Lukaku phải thực hiện án kỷ luật nội bộ. Dẫu vậy, hệ thống của The Blue vẫn đang hoạt động tương đối hiệu quả. Pulisic kể từ khi được trao cơ hội đang có phong độ cao và nhiều khả năng sẽ tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát. Bên kia sân, đội khách sẽ chắc chắn thiếu đi sự phục vụ của Bergwijn, Romero và Sexenyon vì các chấn thương khác nhau. Tuy nhiên, kể từ khi huấn luyện viên Conte ngồi vào ghế nóng, các trụ cột như Hurricane và cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2021 là Son Heung-min đã tìm lại phong độ của mình. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Chelsea đang nhỉnh hơn với hai chiến thắng và 3 trận hòa trước Tottenham. Phong độ của chủ nhà đang tương đối ổn định với 5 trận bất bại, trong đó có hai chiến thắng. Trong khi đó, Tottenham đã thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Chấn thương và ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến Chelsea phải đối đầu với lịch thi đấu quá dày đặc và những trận đấu ở Cúp Liên đoàn Anh mùa giải năm nay, thầy trò huấn viên Tuchel đều phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Trong khi đó, Tottenham lại đang khát khao có được danh hiệu League Cup đầu tiên kể từ mùa giải 2007-2008. Trong bối cảnh Chelsea phải cân đối về thể lực của các trụ cột thì người chơi hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào cửa dưới ở kèo này. Thống kê cho thấy những cuộc đối đầu giữa hai đội bóng thường không có quá nhiều bàn thắng xuất hiện. Lối chơi của cả hai đội ở thời điểm này đều có điểm chung, đó là đặt sự chắc chắn nơi tuyến phòng ngự lên hàng đầu xỉu sẽ là lựa chọn ở kèo này dự đoán của thể thao văn hóa hai đội sẽ hòa nhau với tỷ số một đều